Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì nói tiếp cái series mà hướng dẫn sử dụng, thì hôm nay thì kinhthom.vn sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái dòng nồi chiên không dầu Lock and Lock, có mã là 300B ECF cạnh ngang 300B ha. Thì cái dòng nồi chiên này theo như kinhthom.vn được đánh giá là một cái dòng nồi chiên khá là tiện lợi trong cái vấn đề về sử dụng cái thao tác trên cái bề mặt điều khiển. Tuy nhiên thì cũng có nhiều khách hàng khi mà mua hàng thì có gọi lại cho bên mình để hỏi về cái cách sử dụng, thì cũng có một vài khách hàng là đọc cái hướng dẫn sử dụng thì họ cũng khó hiểu, cũng có thể là khó hiểu hoặc là cũng có thể là tốn thời gian để họ coi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip giới thiệu sơ về cái bảng điều khiển này. Thì nó cái Lock and Lock này thì nó rất là hay ở chỗ là khi mà các bạn cắm điện lên, khi các bạn cắm điện nguồn lên thì nồi sẽ kêu một tiếng bít, và mặc định của nồi lúc ban đầu là cài đặt nhiệt độ 180 độ C và 10 phút đó. Thì ở đây tại sao mình nói nồi rất là tiện lợi và đa năng và dễ sử dụng, ở đây thì khi mà nó đã cài đặt cái chế độ 180 độ C và 10 phút rồi đó, thì ở đây còn có cái nút menu. Cái nút menu này thì các bạn nó có 6 chương trình nấu được lập trình sẵn. Ví dụ như mình nói đây, khi bạn nhấn vô lần đầu tiên thì nó sẽ ra chức năng là chiên tôm ha. Đó, thì chức năng chiên tôm này ở nhiệt độ là 180 độ C và 10 phút. Bạn nhấn vô nút thứ hai thì ở đây là chiên cá thì với nhiệt độ là cũng là 180 độ C, nhưng mà thời gian của nó là lên tới 20 phút. Các bạn nhấn vô đây thì đây là khoai tây chiên thì cũng là nhiệt độ 180 độ C và 20 phút. Bạn tiếp tục có thể nhấn vô thì ở đây là cái ký hiệu đùi gà, mình nghĩ là như vậy, thì nhiệt độ của nó là 130 độ C và 30 phút đó. Thì có nghĩa là khi bạn chọn vô đây nó ra chức năng gì thì nó đã có một cái mức nhiệt độ và một cái mức thời gian tương ứng như vậy. Có nghĩa là một cái option, một nhiệt độ và một thời gian mà tương đối. Là đối với cái món ăn gà này thì mình nghĩ là nhà sản xuất người ta cũng đã nghiên cứu từ các đầu bếp rồi, cho nên người ta mới làm, thì mình cũng có thể là mình hãy làm theo như vậy. Còn tùy theo khi mà các bạn làm xong rồi á, mà nó có thể nó hơi chín hơn hoặc là nó chưa chín tới, thì các bạn sẽ lần sau khi các bạn làm cũng cái món ăn này thì các bạn sẽ điều chỉnh nhiệt độ và thời gian lên xuống một tí tùy theo các bạn, để làm khi nào các bạn xin. Các bạn lưu ý nghĩ là khi các bạn làm 1, 2, 3 lần thì các bạn sẽ có được một cái mốc thời gian và một cái mốc nhiệt độ mà các bạn cảm thấy là làm như vậy nó sẽ là ngon nhất. Và cái mức độ này thì mình nghĩ là mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau đó, theo mình nghĩ như vậy. Thì tiếp tục các bạn nhấn một lần nữa thì ở đây là có cái miếng này, thì theo mình nó là thịt bò, mình nghĩ là như vậy đó. Thì trong sách hướng dẫn sử dụng nó cũng có ghi, thì ở đây lại là nó có một cái option là nhiệt độ thì 140 độ C và thời gian là 30 phút đó. Rồi, ở đây là gà, nguyên con gà thì nó có một nhiệt độ là 130 độ C và 60 phút đó. Thì đó, thì ở đây là hồi nãy giờ mình đã giới thiệu hết 6 cái chương trình nấu, chương trình chiên mà cái nồi Lock and Lock ECF 300B này nó cài đặt sẵn cho người dùng. Và lưu ý các bạn, khi mà các bạn chọn chương trình nấu sẵn này thì các bạn chỉ cần, ví dụ như bạn chọn chương trình mình bấm thêm chiên khoai tây đi, đúng không, thì các bạn bấm tới nó có cái biểu tượng chiên khoai tây rồi, 180 độ C và 20 phút rồi, thì các bạn chỉ cần bấm nút khởi động là bắt đầu đó. Đó, thì chương trình nó sẽ hoạt động và cái chức năng chiên đối với cái chương trình khoai tây chiên này nó sẽ vận hành, nó sẽ chiên cho bạn. Thì đúng cái mức thời gian là 180 độ C và 20 phút đó, thì cái nồi chiên này nó sẽ tự động ngắt và nó kêu tiếng bít. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, sau khi nó chiên xong nó tắt rồi thì cái bộ phận tản nhiệt trong cái nồi chiên này là cái quạt tản nhiệt nó vẫn quay thêm khoảng 1 phút nữa, tức là 60 giây nữa thì nó mới tắt.
Điều này có nghĩa làm sao? Là có nghĩa là nó làm cho cái bộ phận bên trong của cái nồi chiên này là cái bộ phận tản nhiệt ra, cái bộ phận phát nhiệt đó, nó làm cho cái bộ phận đó nó giải nhiệt đi, nó bớt nóng đi. Thì cái chức năng mình này mình thấy rất là hay. Thì cũng giống như là máy tính mà có CPU thì nó sẽ có cái quạt tản nhiệt cho máy tính, thì cái này nó cũng vậy, nó làm cho nồi chiên mát hơn thì sẽ nâng cao được cái độ bền của cái sản phẩm nồi chiên hơn ha. Đó, thì mình tiếp tục mình giới thiệu về cái chức năng tiếp theo là chức năng điều chỉnh nhiệt độ. Đây, nút này là nút điều chỉnh nhiệt độ ha. Mỗi lần các bạn điều chỉnh thì lên xuống là 5 độ C. Ví dụ giờ mình bấm nút, đây là nút điều chỉnh nhiệt độ, nút xuống nè, thấy không? Từ 200 nó nhảy xuống 195, các bạn bấm tiếp thì nó ra 190, các bạn bấm tiếp nó ra 185. Đó, các bạn tùy chỉnh cái nhiệt độ các bạn yêu thích, nhưng mà nó sẽ nhảy theo 5 độ C, 5 độ C ha, đơn vị là 5 ha. Đó, lên xuống. Cái nút điều khiển này nó rất là nhạy nha các bạn. Đó, rất là thoải mái. Ở bên đây là thời gian, thì thời gian nó nhảy theo đơn vị là 1. Ví dụ ở đây là 20 phút đúng không? Các bạn thấy đúng không? Thì các bạn cộng lên. Cộng lên. À, sorry các bạn, nãy giờ mình nói thì mình quên có quay cận cảnh cho các bạn, giờ mình quay cận cảnh nha. Đây. Cận nhiệt độ là 1 ha. Nó nhảy theo đơn vị 1 cộng cộng ha. Thì cái nhiệt độ và cái thời gian mà điều chỉnh thủ công này thì các bạn cũng tùy ý các bạn thôi. Thì các bà nội trợ hay là những cái đầu bếp hay là những cái người chế biến thức ăn mà học nấu ăn có đã có những cái biết cách nướng chiên thực phẩm rồi, thì họ có một cái option về thời gian, về nhiệt độ phù hợp để làm cái món đó, thì cứ tùy chỉnh tùy biến thôi, để bấm thôi. Rồi sau khi các bạn bấm năm, các bạn chỉ cần nhấn nút bắt đầu. Đó, thì nó sẽ hoạt động ha. Thì đồng nghĩa với cái nút bắt đầu này ở đây thì nó cũng là nút tạm dừng luôn, là nó nút dừng lại luôn. Đó ha. Và ở đây thì các bạn thấy cái biểu tượng này, cái biểu tượng này là mũi tên xoay vòng tròn này, thì là cái chức năng này là chức năng reset. Thì các bạn bấm vô đây thì nó trở về trạng thái ban đầu, dù các bạn chỉ chỉnh lên chỉnh xuống chỉnh cỡ nào đi chăng nữa, thì các bạn bấm nút này nó sẽ về trạng thái ban đầu ha. Đó, rất là dễ, rất dễ. Và các bạn lưu ý một điều nữa, các bạn lưu ý một điều nữa nha, là khi mà các bạn chiên xong nha, các bạn chiên xong thực phẩm, khi mà các bạn gỡ cái nồi chiên này ra thì các bạn không có nhấn cái nút này, không có nhấn cái nút mà gỡ cái khay ra. Khi nào mà các bạn gỡ 100% cái khay nướng ra rồi nha, thì các bạn mới, đây mình quay cận cho các bạn xem, khi mà các bạn đã gỡ 100% cái nồi chiên ra rồi thì các bạn mới bắt đầu các bạn gỡ cái khay nướng ra, nhấn cái nút và gỡ cái khay nướng ra nha. Khi mà các bạn từ đây nè, mình ví dụ lại nè, các bạn cầm từ đây mà các bạn kéo ra thì tuyệt đối là không được bấm cái nút này nha. Và khi các bạn kéo ra thì nó sẽ có một cái nút, nó có một cái chức năng là nó tạm ngưng cái chương trình nấu lại, chương trình chiên lại. Đó, cho đến khi nào mà các bạn gài cái này vô lại để kêu cái cặp một cái, thì cái chương trình chiên của mình nó mới bắt đầu lại ha. Đó, thì ở đằng sau này là nó có cái hộp tản nhiệt, rồi thoát dầu, thoát khói nha. Cái này nó vẫn có thể sinh ra khói khi các bạn sử dụng nha các bạn. Nó sinh ra khói khi nào? Nó sinh ra khói khi các bạn mới sử dụng chiên, mà các bạn chiên một cái nhiệt độ rất là cao, nó làm cao đột ngột thì nó cũng sẽ sinh ra khói. Hoặc là trong cái quá trình chiên nướng của mình, cái thực phẩm nó có nhiều cái gia vị gì đó, nó cũng thể sinh ra khói. Nhưng mà ở đây nó đã có cái chỗ thoát rồi, chỗ thoát khói rồi ha. Đó, thì ở đây nó rất là tiện nữa nè, nó có một cái quai sắt cho mình. Đây, nó có một cái quai sắt